Chào mừng các bạn đến với kênh Tôi là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu cho các bạn là một con cái sinh tơ và một con cái sinh chữa các bạn. Đây cái sinh tơ nè à, và một con cái sinh tơ chữa. Cái sinh tơ đúng yếm nghiêm chỉnh, sải tích đúng, lông đuôi một chùm. Cái này vú nè các bạn thấy không, rũng dài, quả đen, chân móng là hoàn thiện, móng sò kiền khú, yếm dày cui, xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh, xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh nha các bạn. Cái sinh tơ này cao 1m25 bò, chân móng đồ hoàn thiện hết, rũng dài yếm dày, sải tích nghiêm chỉnh, rũng dài yếm dày, sải tích nghiêm chỉnh, bụng vú đều, chân móng là móng sò hoàn thiện. Giá là 22 triệu các bạn, giá 22 triệu. Quà đen, lông đuôi một chùm lông đuôi luôn các bạn thấy không? Quyền bò hết các bạn, không lan giá chỗ nào hết các bạn. Giá 22 triệu cái sinh tơ này các bạn, 22 triệu. Đó, sải tích đồ nghiêm chỉnh hết, chân móng là móng sò hoàn thiện hết các bạn. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó. Không lan giá sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Quyền bò hết các bạn. Con này sau này lên cái mẫu cực kỳ đẹp luôn các bạn. Rúng nè, vàng rúng chiền luôn các bạn. Chân móng hoàn thiện nè. Con này cũng vậy các bạn. Rúng chiền nè, sái tích nghiêm chỉnh. Con này mẫu Bombay các bạn. Cao 1m25 bò. Con này chữa 3B. Cái xin này chữa 3B 3 tháng các bạn, bao chữa bao khám các bạn. Bò này chủ nhà trực tiếp bơm 3B luôn các bạn. Giá 25 triệu các bạn, 25 triệu. Xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết. Đó, rũng chiền, chân là chân kiền khú, móng là móng sò. Sải tích là nghiêm chỉnh, yếm dày cui, rũng chiền không lan giá nha các bạn. Đó, lông đuôi một chùm. Giá là 25 triệu các bạn, 25 triệu. Đó, anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Đây qua nè, lông đuôi một chùm nè, rúng nè, không lan chỗ nào nha các bạn. Cao 1m25 bò. Đó, chữa 3 tháng 3B, giá 25 triệu luôn nha các bạn. Chân kiền khú nè, bốn móng đều kiền khú đang khui nè các bạn thấy không. Sải tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết. Giá 25 triệu cái xin này các bạn. Bao chữa bao khám các bạn. Xin tơ bao chữa bao khám. Xe lưng nè, xe mặt nè, nghiêm chỉnh hết các bạn. Giá 25 triệu các bạn. Giá 25 triệu. Đó, anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò. Mình comment dưới màn hình video không. Đây cái sinh tơ này các bạn. Đó. Yếm về cui, chân móng hoàn thiện. Đó, đang lên giống nha các bạn. Con này nó đang lên giống nha. Anh em là có mua về là bơm được luôn các bạn. Đang lên giống nè. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh. Chân móng đồ hoàn thiện. Cao 1m25 bò. Giá 22 triệu. Mẫu cực kỳ đẹp luôn các bạn. Không lan giá chỗ nào hết các bạn. Quyền bò không lan giá chỗ nào hết. 22 triệu các bạn, chân móng là móng sò hoàn thiện hết các bạn. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Sải mặt sải lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Yếm thì dày cui à, rúng là rúng chiền, chân móng là hoàn thiện, móng sò, móng là móng sò nha các bạn. Giá 22 triệu các bạn, giá 22 triệu con cái sinh tơ này các bạn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá lại là cái sinh tơ, cái sinh tơ chữa 3 tháng 3B, 1m25 bò. Giá 25 triệu. Rúng yếm sái tích đồ nghiêm chỉnh hết. Quyền bò nha các bạn, không lan giá nha. Giá 25 triệu. Còn cái sinh tơ 1m25 bò giá 22 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.